vị và các bạn thân mến, tối nay và rạng sáng mai, ba trận đấu tiếp theo tại bảng C và D Euro 2024 sẽ diễn ra vào các khung giờ quen thuộc là 20 giờ, 23 giờ và 2 giờ sáng. Đáng chú ý hơn cả là trong lượt đấu đêm nay sẽ là sự đối đầu giữa những người Hà Lan bay và Ba Lan. Tâm sự Anh sẽ đối đầu với Serbia và xen kẽ hai trận đấu này là cuộc thư hùng giữa Slovenia và lính chỉ Đan Mạch. Thi đấu sớm nhất đêm nay là cặp đấu ở bảng D giữa Ba Lan và Hà Lan. Tuy không được xem là bảng đấu tử thần, nhưng bảng D cũng có sự hiện diện của hai đội bóng mạnh khác là Áo và Pháp. Điều đó buộc cả Ba Lan và Hà Lan đều phải dốc toàn lực trong trận đấu ra quân. Ở kỳ Euro cách đây 3 năm, câu lạc bộ Da Cam đã không có được kết quả ấn tượng khi để thua Séc ở vòng 1/16. Nhưng họ đã trở lại tại World Cup 2022 khi vào tới vòng tứ kết và chỉ để thua trước nhà vô địch Argentina trên chấm luân lưu. Không còn là một cơn lốc ồ ạt trên phần sân đối phương, Hà Lan dưới bàn tay của Louis van Gaal luôn thi đấu với một lối chơi thực dụng nhưng mang lại nhiều hiệu quả. Sau khi Tu Lứt Thép rời đi, Ronald Koeman quay trở lại làm huấn luyện viên của Hà Lan và xây dựng một lối chơi mới cho đội bóng. Koeman không được đánh giá cao khi trong giai đoạn 2016-2021, ông liên tiếp bị Everton rồi Barcelona sa thải vì không mang lại được những thành tích tốt. Thế nhưng, khi trở về cầm quân ở đội tuyển quốc gia quê hương, ông lại mang lại những luồng gió tích cực cho đội bóng. Giai đoạn 2018-2020, Koeman đã dẫn dắt cơn lốc màu da cam đoạt Á quân Nations League mùa bóng 2018-2019 và giành vé tham dự vòng chung kết Euro 2020. Sau khi đội bóng này đã liên tiếp vắng mặt ở Euro 2016 và World Cup 2018, và giờ đây, ở Euro 2024, Hà Lan cũng được xây dựng với lối chơi tấn công vũ bão khiến người hâm mộ tin vào một cơn lốc thực sự sẽ được trình diễn ở giải đấu lần này. Ronald Koeman mang đến Đức một đội hình xen kẽ giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Bên cạnh những cái tên đầy tiềm năng như Jeremy Frimpong, Xavi Simon, Gravenberch, Ryan Robby, Hà Lan vẫn có trong đội hình những lão tướng đầy kinh nghiệm trận mạc như Wijnaldum, Daley Blind, Virgil van Dijk. Xen kẽ đó là các cầu thủ đã thành danh trong những năm gần đây như Matthijs de Ligt, Cody Gakpo. Điều đáng tiếc nhất của Koeman chắc chắn là không có sự phục vụ của Frenkie de Jong. Nhưng đó không phải là vấn đề bởi Hà Lan luôn là một tập thể vững chắc, sẵn sàng đánh bại bất cứ đối thủ nào. Ba Lan thì ngược lại. Đội bóng này đến với Euro 2024 bằng vé vớt sau khi giành chiến thắng trước xứ Wales ở trận playoff. Đen đủi hơn, ngôi sao sáng nhất của họ là Robert Lewandowski gần như chắc chắn sẽ không thể ra sân ở trận đấu này khi anh đã bị đau. Thật khó để những người yêu mến bộ môn túc cầu tin vào một kết quả có lợi cho đoàn quân của huấn luyện viên Michael Robbia khi phải đối đầu với một cơn lốc màu da cam đang có phong độ tốt. Giờ sẽ là cuộc đối đầu giữa Slovenia và Đan Mạch. Những chú lính chì đang được đánh giá cao hơn về cả chất lượng đội hình lẫn thành tích thi đấu khi xếp ở vị trí thứ 21 trên bảng xếp hạng FIFA. Còn đối thủ Slovenia thì thua tới 36 bậc. Đan Mạch cũng đang sở hữu nhiều cầu thủ đã thành danh hoặc đang thi đấu cho những đội bóng lớn như Christian Eriksen, Højbjerg, Rasmus Højlund, Ares Christensen, Simon Skjær. Trong khi đối thủ Slovenia của họ không có những cái tên tuổi lớn, ngoại trừ thủ môn Jan Oblak đang chơi cho Atletico Madrid, Slovenia cũng có số lần tham dự Euro khá khiêm tốn. Lần gần nhất họ vượt qua vòng loại là năm 2000. Còn Đan Mạch đã từng lên ngôi vô địch vào năm 1992 và vào tới bán kết của Euro 2020. Thi đấu muộn nhất đêm nay là cuộc so tài giữa Serbia và đội tuyển Anh. Đoàn quân của huấn luyện viên Gareth Southgate được đánh giá khá cao ở giải lần này khi mang đến Đức một đội hình khá chất lượng với nhiều ngôi sao. Đội tuyển Anh sở hữu đội hình trị giá tới 1,52 tỷ euro, cao nhất ở Euro 2024, và được đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu vô địch. Không chỉ có giá trị lớn, các cầu thủ của tuyển Anh đều đang ở độ tuổi được xem là chín trong sự nghiệp, giành được hàng loạt những danh hiệu ở cấp câu lạc bộ. Ngôi sao trẻ Jude Bellingham là nhân tố đặc biệt quan trọng giúp Real Madrid giành danh hiệu C1 ở mùa bóng vừa qua. Phil Foden, Kyle Walker, John Stones cũng là những cầu thủ khó thay thế trong đội hình của Pep Guardiola ở Manchester City. Bên cạnh những cái tên kể trên,
Gareth Southgate cũng lựa chọn một đội hình có nhiều cầu thủ trẻ như Kobbie Mainoo, Bukayo Saka, Cole Palmer, Anthony Gordon hay Adam Wharton, sẵn sàng xây dựng một lứa cầu thủ đầy triển vọng tiếp theo cho Tam Sư. Với một đội hình có chiều sâu như vậy, nhiều người kỳ vọng Euro lần này sẽ là cơ hội để Gareth Southgate và các học trò chinh phục chức vô địch, điều mà họ chưa từng làm được trong lịch sử. Đối thủ của tuyển Anh là Serbia, đội bóng mới trở lại Euro kể từ năm 2000. Những tên tuổi nổi bật trong đội hình của đại bàng trắng như Dusan Tadic, Sergej Milinkovic-Savic hay Aleksandar Mitrovic gần như đã bước qua bên kia sở rộng của sự nghiệp. Những cầu thủ trẻ của huấn luyện viên Dragan Stojkovic như Dusan Vlahovic hay Luka Jovic lại chưa có nhiều kinh nghiệm chinh chiến ở các giải đấu lớn. Trước một tuyển Anh đầy rẫy những ngôi sao, liệu Serbia sẽ sử dụng chiến thuật như thế nào để phong tỏa được những pha tấn công như vũ bão của Tam Sư? Đó sẽ là câu hỏi mà huấn luyện viên Dragan Stojkovic và các học trò sẽ phải đi tìm đáp án trong đêm nay. Liệu có bất ngờ nào trong đêm nay hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! Các bạn đừng quên nhấn like và subscribe kênh YouTube của Báo Gia Lai để cùng chúng tôi đồng hành trong suốt mùa Euro 2024 nhé!